hỏi vì sao Việt Nam chúng tôi đoàn kết, rằng có đắng cay nên chứ mới có đồng lòng. Nếu ai hỏi vì sao Việt Nam chúng tôi tình nghĩa, có nhớ những ngày cơ cực tối tăm ngày xưa. Việt Nam ơi, bao mến thương, đã cùng chung tay quê ta, đã cùng kết đôi từ Hồ Chí Minh ra tận thủ đô. Chung tay chống dịch nào ta hãy cùng nhau đồng lòng theo lời chính phủ nào bản thân yêu. Bản thân ơi, hãy cùng nghĩ suy, hình ảnh bác sĩ các anh chiến sĩ đêm nay bảo vệ chúng ta qua khỏi hiểm nguy. Bao nhiêu là câu chuyện chỉ có nơi này, ta hãy cùng chính phủ quyết giành giành phần thắng. Hãy đi thật xa.